Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh truyền hình FPNC với chuỗi chương trình dài kỳ mang tên là Hành trang nghề nghiệp với sự đồng hành của Cổng thông tin hướng nghiệp Ngày hội việc làm.vn. Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện về cái vấn đề là chuẩn bị trước phỏng vấn. Coi như lúc nãy giờ đã có một cái CV thật là tốt rồi, chuẩn bị được tốt rồi, bây giờ là được kêu phỏng vấn rồi. Thì khi chuẩn bị để phỏng vấn thì các bạn sinh viên sẽ phải làm những cái bước nào? Tức là phải tìm kiếm câu hỏi mẫu hay là phải chuẩn bị như thế nào? Khi mà các bạn mà chuẩn bị một cuộc phỏng vấn á, thì chúng ta nên phải có chuẩn bị về cái tâm lý, chuẩn bị về cái sức khỏe. Sau khi người ta sắp biết là chúng ta sẽ ứng tuyển vào công ty này thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu thật là kỹ những cái thông tin về công ty. Chúng ta phải lên website, chúng ta phải lên đọc trên báo chí, và đặc biệt là với những cái công ty lớn thì các bạn có thể dùng là Google để chúng ta tìm kiếm những bài báo, ví dụ như là về CEO của công ty ấy nói về triết lý kinh Tất doanh, cả những thông tất tin cả liên những quan thông đến công tin liên ty. quan đến công ty chúng đọc để chúng ta biết được rằng là thực sự họ đang tìm kiếm những con người như thế nào để Những chúng thông ta tin thể cập hiện ở nhật mới nhất trong đúng không? phỏng vấn. Theo chị Nguyên thì mình có cái quy tắc chung nào đó về trang phục mà gọi là phổ biến nhất để các bạn dù nam hay nữ thì mình cứ tuân theo quy tắc cơ bản đó trước là đảm bảo là ổn rồi. Thì theo chị có quy tắc chung nào đó không? Nguyên tắc chung thì có, nhưng mà chắc chắn là sẽ có sự khác biệt giữa nam và nữ. Thì thay vì Như nói những cái có thì Nguyên nói những cái không. Là bạn đừng đừng trang phục quần jean và áo áo thun không có cổ đi dự phỏng vấn. Nếu như là nam thì nên trang phục quần tây hoặc quần kaki với lại áo áo sơ mi màu trắng hoặc những cái màu nhã. Đối với nữ thì cũng vậy, không nhất thiết là bạn phải quần tây đen với áo sơ mi trắng như là thời còn đi học hoặc là thời sinh viên. Bạn vẫn có thể mặc những cái bộ váy, nó có những cái thiết kế, những cái cắt may nó đơn giản, màu sắc nó cũng phù hợp để mà mình tạo cái ấn tượng đầu tiên với lại người tuyển dụng. Mang tính công sở Đúng rồi, đúng không? tại vì cái ấn tượng ban đầu thì ai cũng biết nó rất là quan trọng, nó cứ quyết định được ngay thời điểm đó, nó Đúng quyết rồi, định được đúng rồi. nhà tuyển dụng họ có thích bạn hay không, thì ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng như chị Nguyên vừa nói thì nó khá là đúng với những cái việc công việc văn phòng, nhưng còn thí dụ những công việc đòi hỏi nghệ thuật hay là cái gì đó thì liệu cái quy tắc ăn mặc nó có thể là nó dễ dàng hơn hay không? À, Theo nghiên cứu của anh. cái đấy thì hoàn toàn chính xác. Tại vì ở đây ấy, thì chúng ta nói trên gọi là cái phương diện chung, tức là theo một cái quan điểm của tôi, khi mà chúng ta phỏng vấn chung á, chúng ta nên trở nên là trung tính, tức là Đúng chúng rồi. ta đừng có trở nên là Quá quá khác ở đi. hai cái thái cực. Chúng ta cần phải tối ưu hóa cái tính cách, thái độ của chúng ta đối với công việc. Nếu như chúng ta biết rằng là công việc là tuyển có mang tính chất là nghệ sĩ, cần phải mang tính chất là sáng tạo, cần phải một cái gì đó nó rất là cập nhật với cả thời đại. Ví dụ như bây giờ là các bạn nghĩ là một cái đơn vị là chuyên về thời trang muốn tuyển là người thiết kế trẻ, thì như vậy thì các bạn sẽ phải Mặc đồ ăn mới chứ mặc đồ. các thứ để ngầm truyền tải những cái gì mà tôi sẽ làm cho công ty của anh. Ở đây là chúng ta ăn mặc các thứ, chúng ta truyền tải cái thông điệp để chúng ta chứng tỏ rằng là chúng ta phù hợp với cái vị trí đấy. Tôi đang có những cái mà anh đang tìm kiếm thông qua cái ăn mặc, cái trang điểm, cái cách thể hiện. Khi mà chuẩn bị cho cái việc phỏng vấn đó thì như lúc nãy anh Hoàng hay là anh Tuấn Anh có nói là vẫn có những cái nên luyện tập những cái bản câu hỏi sẵn. Như vậy khi mà luyện tập cái đó và khi mà nói trình bày về cái những kinh nghiệm của mình trên CV qua lời nói đó, thì các bạn khi mà tìm kiếm và khi mà chuẩn bị cái đó thì rất nhiều bạn sẽ gặp trường hợp là gần như là sẽ đọc lại tất cả những cái Cái kinh CV nghiệm của mình, của gần như mình. là liệt kê lại thôi. Còn theo anh thì các bạn nên chuẩn bị nói về nó như thế nào thì sẽ tốt hơn. À, tại vì thời gian chúng ta không cho phép nên chúng ta chỉ có thể nói những cái điểm nào mà thực sự nổi bật của mình trong quá trình tham gia phỏng vấn, và chính những cái điểm nổi bật đó thì nhà tuyển dụng họ sẽ dựa vào những cái thông tin đó và họ sẽ khai thác thêm. Và đôi khi có những cái thông tin mà chúng ta không ghi được trên cái CV lại được trao đổi trong cái buổi phỏng vấn, thì đó là một cái quá trình từ cái CV cho đến cái buổi phỏng vấn là một cái sự tổng hợp và là một kết quả để nói về cái bản thân của các bạn. Thì tôi nghĩ là các bạn không nên học thuộc lòng, và chúng ta sẽ xem cái cách mà trao đổi của nhà tuyển dụng với mình để mình có câu trả lời thật sự. Trong trường hợp mà các bạn nhận được hai cái cuộc gọi từ nhà tuyển dụng và đồng ý là kêu phỏng vấn và các bạn phải lựa chọn thì từ chối một cuộc, nhận một cuộc, thì khi đó cái cách ứng xử ở đây Như là chị Nguyên anh Hoàng, chúng ta có cảm thấy rất là buồn khi mà chúng ta gọi điện đến một ứng viên thì ứng viên nói là xin lỗi tại vì em có việc rồi em không đến dự cuộc. Thì đây thì các bạn luôn luôn suy nghĩ rằng là chúng ta nên trân trọng những cái lời mời phỏng vấn, bởi vì là nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã được lọt qua được cái vòng sơ tuyển. Thế thì cái cách
mà là thông dụng nhất để khi chúng ta từ chối. Tại vì khi mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta rất là dễ rồi. Ở đây thì tôi chỉ chia sẻ là vấn đề làm sao chúng ta từ chối. Thì chúng ta sẽ là đầu tiên chúng ta có một lời cảm ơn rất là nhã nhặn là các anh chị đã coi như là đánh giá em rất là cao. Nhưng mà rất là tiếc bởi vì trong cái thời gian này em đã ứng tuyển và em đã có việc ở một đơn vị khác. Và em rất là mong là các anh chị vẫn còn chiếu cố và vẫn giữ cái gọi là cái thông tin của em để đến khi nào mà đơn vị có một cái cơ hội tốt hơn thì các anh chị làm ơn gửi giúp cho em những cái lời mời gọi là tuyển dụng mới. Thì đấy là cái mà theo tôi nghĩ là cái đấy là cái gọi là tốt nhất và chuyên nghiệp nhất để các bạn trả lời những cái cuộc phỏng vấn mà mình không muốn tham gia. Vâng, xin cảm ơn các anh chị và chúng ta sẽ tạm dừng cuộc thảo luận tại đây và chúng ta sẽ tiếp tục cái phần là ứng xử trong phỏng vấn trong những chương trình kỳ sau. Một lần xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ. Thưa quý vị, vừa rồi là những bàn luận, những trao đổi rất thẳng thắn của các chuyên gia nhân sự cũng như là nhà nghiên cứu về vấn đề là giúp cho sinh viên chuẩn bị trước khi phỏng vấn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục thực hiện các kỳ sau của chuỗi chương trình Hành trang nghề nghiệp với sự hỗ trợ của Cổng Thông tin Hướng nghiệp Ngày hội Việc làm.vn với chủ đề là hành xử, ứng xử trong lúc phỏng vấn. Đến đây thì cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng truy cập vào trang web của chương trình là www.smartmoneyfbnc.com. Xin cảm ơn.